Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và mình là chủ của thương hiệu Kiên Luxury. Bên mình chuyên phân phối những dòng máy đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng từ Hublot, Rolex, Omega cho đến rất là nhiều những thương hiệu cao cấp khác nữa. Anh em thì liên lạc với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em 3 chiếc đồng hồ Rolex Dual Time. Và ba em này của mình thì sẽ có được những chiếc đồng hồ hàng new, sẽ có được những chiếc đồng hồ hàng lướt full set, đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Và trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả ba chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về ba thiết kế đồng hồ này anh em nhé. Như anh em có thể thấy được ở đây, với những dòng máy thiết kế Dual Time thì về căn bản là tất cả mọi thứ của nó đều giống nhau, từ thiết kế kim cọc cho đến phần thân vỏ cho đến bộ máy phía bên trong. Ba em này của mình thì nó chỉ khác nhau về thiết kế mặt mà thôi. Một em thì sẽ sử dụng mặt trải tia nâu với những đường vân culotte rất là đẹp. Em này của mình thì sẽ sử dụng thiết kế mặt đen cũng với những đường vân culotte. Còn em này của mình thì sẽ sử dụng thiết kế mặt trắng. Với chiếc đồng hồ sử dụng thiết kế mặt đen thì mình sẽ có được cái date xuất ra khỏi store vào 2019. Với cái date này thì anh em cũng gần hết bảo hành toàn cầu rồi. Nhưng khi anh em lấy bên mình thì mình sẽ bảo hành shop cho anh em là 2 năm tính từ thời điểm anh em lấy tại shop bên mình, có nghĩa anh em sẽ được bảo hành đến 2026. Và khi mà anh em lấy thì bên mình tất nhiên rồi sẽ bao check chính hãng, sẽ bao kiểm định, bao test nếu như anh em có nhu cầu để anh em có thể an tâm chơi cũng như sử dụng. Đồng thời bên mình còn bao quay đầu đổi các lên đời để anh em nếu như có nhu cầu lên những chiếc khác thì bên mình vẫn hỗ trợ, anh em có thể thoải mái anh em nhé. Với chiếc đồng hồ này thì mình sẽ có được thiết kế 5 kim, 3 kim giờ phút giây của đồng hồ chính cùng với cả 2 kim giờ kim phút của đồng hồ múi giờ thứ hai, nó sẽ có tác dụng chỉ hai múi giờ cùng một lúc. Với múi giờ chính thì mình sẽ có được phần thiết kế kim cọc vạch. Còn với múi giờ Dual Time thứ hai thì mình sẽ có được những cọc số học trò. Ở trên cọc 12 giờ thì mình sẽ có được phần thiết kế logo quyền uy đến từ thương hiệu Rolex. Ở dưới sẽ là dòng chữ Rolex, Geneva và Celine. Còn ở phần dưới cùng góc 6 giờ thì sẽ là dòng chữ Squidmate. Ở đây thì mình sẽ có được các cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng để chỉ phút anh em nhé. Về phần thân vỏ, cả ba chiếc đồng hồ này của mình, mặt trắng, mặt nâu cũng như mặt đen đều sử dụng thiết kế vàng Eurosgold. Đây là một loại vàng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Rolex. Với thiết kế đồng hồ này thì mình sẽ có được một bộ máy cực kỳ cao cấp anh em ạ. Đó chính là bộ máy 3180. Thì đây là một bộ máy được dựa trên nền tảng máy Rolex 3130 với size máy 28.5mm, 31 chân kính, 48 giờ chữ cót và 28.800 tần số dao động. Bộ máy có khả năng xem giờ phút giây, thể hiện giờ sáng tối cùng với việc xem múi giờ thứ hai nhờ vào sắp dial góc 6 giờ. Với bộ máy này thì anh em sẽ có được chuẩn chính xác cực kỳ là cao, sai số chỉ không quá 2 giây một ngày mà thôi. Anh em sẽ thấy được những tia sáng rất là đẹp khi mà mình nghiêng ở những góc độ khác nhau. Và Rolex thì luôn là một trong những dòng máy đỉnh cao khi mà nói về thiết kế, khi mà nói về sự ổn định, tính chính xác của bộ máy. Anh em biết rằng thông thường với những dòng máy đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ thì chỉ cần sai số không quá 15 giây một ngày là ok. Với những chuẩn chính xác chronometer chỉ tầm khoảng 3-5% máy Thụy Sĩ đạt được mà thôi thì sai số sẽ loanh quanh từ 4-6 giây một ngày. Còn Rolex sai số thì chỉ không quá 2 giây, thể hiện cái đẳng cấp của Rolex nó sẽ như thế nào so với cả phần còn lại của thế giới. Với một chiếc đồng hồ được làm bằng vàng khối thì nó sẽ có được đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng khối như là cân tiểu ly 750, đồ chó Bắc Na, bên này thì sẽ là logo của hãng. Với mặt đen này thì anh em sẽ thấy được một chiếc đồng hồ tình trạng lướt rất là đẹp, thiết kế quá cài với phần logo quyền uy làm nổi bật, thiết kế lồi lên so với cả phần khóa. Với em này thì anh em đeo không có gì phải bàn rồi, dây da cá sấu loại xịn. Với chiếc đồng hồ này nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao. Còn với phiên bản mặt đen Date 2019 thì hiện tại mình đang giao lưu với một mức giá tương đối là êm, chỉ loanh quanh 365 triệu mà thôi anh em nhé. Đó chính là thiết kế mặt đen. Còn chiếc đồng hồ mặt trắng ở đây thì đây là một em hàng quà tặng. Hàng quà tặng là như thế nào? Thông thường anh em biết rằng nếu như anh em được tặng một chiếc đồng hồ và nó hợp gu của anh em thì anh em sẽ đeo luôn. Còn nếu như nó không hợp gu thì rất là nhiều anh em đã cất tủ, sau một thời gian thì anh em sẽ mang ra để bán lại cho các cửa hàng. Và em này của mình thì sẽ có được cái date xuất ra khỏi store vào tháng 7 năm 2021. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 7 năm 2026 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex.
Anh em có thể thấy được chiếc đồng hồ này của mình còn nguyên seal nhá, seal QR bên hông này, trên phần càng vẫn có seal, bên hông này cũng có seal, đằng sau đáy cũng có seal, dây thì new luôn, chưa đeo, chưa qua sử dụng, tất cả mọi thứ đều new. Tất nhiên máy móc thì nguyên zin rồi, dây chưa đeo, khóa cũng vậy, tất cả mọi thứ của chiếc đồng hồ này đều chưa qua sử dụng. Em này của mình thì khác so với cả em mặt đen một chút là nó sử dụng thiết kế mặt trắng thôi, còn tất cả mọi thứ còn lại từ phần bộ máy, chất liệu vàng cho đến phần thiết kế kim cọc đều giống nhau cả. Với em Red 2021 thì hiện tại mình đang giao lưu với mức giá tương đối là êm, loanh quanh 425 triệu. Tất nhiên nếu anh em lấy một chiếc đồng hồ hàng new full set date mới nhất 2024 thì mức giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều anh em ạ. Em này của mình trôi đến một chút nhưng mức giá thì không khác gì một chiếc đồng hồ lướt, cao hơn một chiếc lướt một chút xíu thôi. Còn cuối cùng thì mình sẽ có được em mặt trái thiên âu. Em này của mình thì sẽ có được cái date xuất ra khỏi store vào, anh em đợi mình một chút nhé. Thẻ bảo hành của nó thì sẽ vào tháng 4 năm 2021. Với cái date này thì anh em nhà mình sẽ có được bảo hành đến tháng 4 năm 2026, cũng với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm đến từ thương hiệu Solex. Mặt nâu thì luôn là một trong những loại mặt hot hit bậc nhất, luôn là một trong những loại mặt được nhiều anh em yêu thích và săn đón bậc nhất. Với thiết kế đồng hồ này thì tất cả mọi thứ cũng sẽ lại giống hai chiếc đồng hồ này thôi, nó chỉ khác nhau về màu mặt. Anh em sẽ cảm nhận được là em này của mình nó sẽ có độ mới, độ sáng rất là cao. Dây da thì cũng là dây da loại xịn rồi, khóa thì là khóa cài được làm bằng vàng đúc. Tình trạng của những chiếc đồng hồ nước này thì không có gì phải chê cả, anh em có thể đeo, sau đó anh em tặng cho bạn bè, người thân cũng rất là giá trị. Hoặc là anh em có thể, nếu như muốn quay đầu lên đời thì anh em có thể quay lại cửa hàng mình lúc nào cũng sẵn sàng nhập cho anh em. Với chiếc đồng hồ này thì hiện tại mình đang giao lưu 379 triệu anh em nhé, với một siêu phẩm hàng lướt Rolex vàng khối 18K. Thì hôm nay mình vừa review trên tay và đánh giá cho anh em 3 chiếc đồng hồ Rolex Durham. Với chiếc mặt đen thì mình đang giao lưu 365 triệu, mặt nâu 379 triệu. Em này của mình date cao hơn em mặt đen là 2 năm. Nếu như chơi thì tất nhiên bản thân mình sẽ chọn chiếc mặt nâu này. Bởi vì mặt nâu anh em biết rằng date cao hơn 2 năm mà mức giá cũng chỉ cao hơn mười mấy triệu mà thôi. Mặt nâu thì bao giờ cũng lại có giá trị cao hơn rất là nhiều so với cả những loại mặt khác. Tất nhiên nếu như anh em thích mặt đen thì anh em có thể chơi chiếc đồng hồ này. Còn chiếc hàng new duy nhất ngày hôm nay đó chính là thiết kế mặt trắng. Em này của mình thì 2021, em này đang giao lưu là 425 triệu. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong ba thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn anh theo dõi và xin gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.